con cố gắng học nha. Ở đây bên Tiểu Hương vẫn còn thiếu giấy rất là nhiều, cho nên hiện tại là vẫn sử dụng giấy báo để cho các em học. Tại vì nếu mà đi mua giấy mà cho các em học truyền học thì quá mắc, cho nên sử dụng những cái tờ gốc và những cái tờ báo mà người ta đọc xong mà không xài nữa thì mình phải dùng tờ để cho các con học. Dạ, cho nên mình phải có khó khăn gì đấy. Cho con đọc bài cho con nghe. Ủy viên thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đấy.
Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Xin trân trọng giới thiệu cô Đào Ngọc Nữ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Xin trân trọng giới thiệu ông Võ Thành Đức, Ủy viên Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh. Xin giới thiệu ông Phan Thành Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Dĩ An và lãnh đạo của Văn phòng Tỉnh ủy và xã cũng đã đến dự với trung tâm. Xin cảm ơn. Về phía Trung ương Hội, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Hà Thị Phong, Ủy viên Thường vụ, Phó ban dự án Trung ương Hội cứu trợ trẻ em tại Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu bà Diệu Hân, Ủy viên Ban chấp hành, Phó ban tuyên huấn Trung ương Hội cứu trợ trẻ em Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu bà Phương Thảo, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Tránh Văn phòng phía Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Công Nhân, Phó ban công tác phía Nam của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin công nhân là chúng tôi coi như là người anh trong trung tâm rồi, bởi vì sự kiện nào cũng có. Xin giới thiệu cháu Trần Tiểu Lương là anh Nguyễn Quốc Hoài, ban giám đốc và toàn thể các cháu cũng đã đến đơn để đón bác và đón các vị lãnh đạo ở trong tỉnh và trong địa phương. Xin một tràng pháo tay để. Thì cách đây thời gian rất là ngắn thôi, thưa bác ạ, chúng cháu đó nhận được một cái công điện của Tỉnh ủy cũng gửi đến về sự kiện là bác đến thăm, vì rất là vui mừng và cũng rất là ủng hộ, cho nên là không biết là Huỳnh Tiểu Hương có chuẩn bị được báo cáo đến đâu, nhưng mà cháu cũng xin trân trọng giới thiệu về giám đốc Huỳnh Tiểu Hương lên báo cáo bác và báo cáo các quý vị lãnh đạo của tỉnh cũng như địa phương và các quý vị khách nói chung một số nét hoạt động của trung tâm. Xin trân trọng giới thiệu giám đốc Huỳnh Tiểu Hương. Bác kính thưa tổ mời kính thưa anh Sang tỉnh Bình Dương và tất cả các anh các vị các tôn bác đã dành thời gian đến với trung tâm dân đạo quê hương trong ngày hôm nay. Tiểu Hương thực sự rất cảm động khi được bác của người đến thăm Tiểu Hương và các cháu tại trung tâm. Nói chung trong 5 năm làm công việc nhân đạo vừa qua, Tiểu Hương cố gắng dùng tất cả thời gian và những gì của mình làm ra để tạo điều kiện cho các em mồ côi khuyết tật tại trung tâm. Thưa bác ở ngồi và thưa các anh các chị ban lãnh đạo của tỉnh Bình Dương, Tiểu Hương nói chung biết làm nhiều, nhưng Tiểu Hương thì không biết nói. Và trong tháng vừa qua, Tiểu Hương được đứng thêm 8 cháu sơ sinh, tổng cộng hiện tại là 48 cháu sơ sinh chưa tròn 1 tuổi, và còn 75% đa số là khuyết tật của trung tâm. Và tổng số những người Tiểu Hương đã nuôi và giúp đỡ có công ăn việc làm trên 1.000 em trong 5 năm vừa qua là phải 27 căn. Và hơn 5 năm vừa qua tổng số Tiểu Hương đã làm là trên 100 căn nhà tình thương và tình nghĩa. Còn xe lăn trong 5 năm vừa qua Tiểu Hương tặng trên 10.000 chiếc. Và mỗi chương trình của Tiểu Hương tặng trung bình ít nhất là 8 năm mỗi chiếc xe. Thì tất cả những chiếc xe đó là do Tiểu Hương gây quỹ để lấy tiền mua để cộng đồng phía bên ngoài. Ngoài cái công việc nhân đạo được sự quan tâm của tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Sở Lao động tỉnh Bình Dương với Trung ương Hội có ông chủ tịch Nguyễn Đại Thu và ông Đỗ Văn Sĩ, và phía Nam thì có cô Hà Thị Vong và chú Thắng Ngài Thủ Anh và rất là nhiều người cũng cảm ơn tất cả các anh em báo chí truyền thông đã luôn luôn cổ vũ tạo điều kiện cho Tiểu Hương đạt được hiệu quả trong 5 năm qua. Và trung tâm hiện nay là đang cho các em học về vi tính
bản thân Tiểu Hương thì không muốn cho các em lớn lên ra đường phải đi làm bằng tay, chứ tại vì lý do các em đã bị khuyết tật rồi, cho nên Tiểu Hương cho các em dùng bằng cái trí tuệ.